Và đây là một ca khúc mà cũng là một bài nhạc phim, nhưng không phải là phim MC đóng, nhưng mà MC kiểu là mình cảm giác là mình rất là thích thử nghiệm trên sân khấu. Bởi vì MC, như mọi người biết là MC rất là ít khi nào mà hát phòng trà, bởi vì MC là một ca sĩ trẻ và thường thì khi hát với beat là nhiều. Hôm nay MC cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì được hát với ban nhạc, cho nên là MC sẽ thử sức mình với một ca khúc tên là Nụ Hôn Nắng Rơi, một ca khúc của MC Bất Tín của Hoàng Yến TV á, mọi người có biết không? Hoàng Yến TV thì hát rất là hay rồi, nhưng mà không biết là hôm nay MC sẽ hát như thế nào. Thì với một chiếc nhẫn nam thì hy vọng là mọi người sẽ bỏ hoa cho MC nhá. Nhưng mà cái điều đặc biệt là MC muốn mọi người bỏ qua thật sự luôn, cái này là thật sự nè. MC chia sẻ thật sự là MC không có thuộc lời bài hát, cho nên là MC cầm điện thoại hát có được không ạ? Được nhá, ok. Và sau đây là Nụ Hôn Đánh Rơi. Đừng có rơi luôn mà. Thank you.
Chúng ta sẽ đến với thánh nữ Bolero, Jamie.